Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp theo chúng tôi xin làm chương 11 và phần số 8 trên clip. Chương 11, một vài tội danh tiêu biểu của giáo hội La Mã. Những tội danh được kể trong chương sách này là nguyên nhân làm cho lòng căm thù của nhân dân thế giới đối với đạo Kitô La Mã càng ngày càng trở nên mãnh liệt, và chính giáo hoàng Benedict thứ 16 cũng đã nhận như vậy. Cũng vì thế mà giáo hoàng John Paul II năm 1978 năm 2005 mới cho tổ chức một buổi đại lễ vô cùng trọng thể tại quảng trường Ferro vào sáng ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, để chính ông và các viên chức cao cấp trong giáo triều Vatican đứng ra cáo thú những rặng núi tội ác này với Chúa của giáo hội. Nhà Phật nói rằng mọi sự việc xảy ra ở trên cõi đời này đều là cái quả là hậu quả, do cái nhân là nguyên nhân của trước đó hay kiếp trước nảy sinh ra. Chính vì thế mà trong các kinh điển của nhà Phật cũng như kinh điển trong Nho giáo đều dạy rằng tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, thiên giả thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Nhờ vậy mà từ ngàn xưa trong các xã hội của các dân tộc Đông Phương chịu ảnh hưởng sâu nặng của đạo Phật và đạo Khổng đều không có những vấn đề như: một, thần quyền chỉ đạo thế quyền hay chế độ đạo Việt hay độc tài tôn giáo, các tòa án xử lý những người dị giáo, chiến tranh tôn giáo, thánh tự đạo; hai, các tôn giáo theo văn minh Khổng mạnh hay thần đạo ở Nhật cũng không hề có những chuyện như phép lạ, đức bà hay thánh thần hiện ra ở chỗ này chỗ kia, buôn bán thánh tích giả, mua bán chức vụ thánh, linh mục, giám mục và kiêm nhiệm chức vụ như đạo Kitô trong thời Trung Cổ; ba, các tôn giáo này cũng không hề có chuyện bị phỉnh gạt hay cưỡng bách tín đồ phải mua giấy xá hay miễn tội cho những linh hồn của thân nhân ruột thịt giam cầm ở dưới địa ngục; các tôn giáo phi Kitô không thờ Chúa cũng không hề có một nạn nhân nào bị sát hại chỉ vì bị nghi ngờ là làm theo một tôn giáo khác với tôn giáo của nhà cầm quyền, trừ phi người đó có hành động phản quốc. Chuyện cấm đạo xảy ra trong thời các vua Minh Mạng năm 1820-1840, Thiệu Trị năm 1840-1847 và vua Tự Đức năm 1847 đến năm 1883 ở Việt Nam là những hậu quả của những sự phản quốc của tín đồ Thiên Chúa giáo, chứ không phải vì lý do tôn giáo. Các tôn giáo phi Kitô không hề có chuyện tôn vinh các ông tu sĩ của đạo Phật hay của các nhà nho của đạo Khổng là ông trời hay ông chúa thứ hai. Vì thế mà trong các xã hội Đông Phương theo đạo Phật và đạo Khổng, các ông sư và các nhà nho không thể biến thành những con quỷ dâm tặc như các giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục và linh mục trong đạo Kitô hay trong xã hội Kitô. Các tôn giáo phi Kitô không hề đòi hỏi người hôn phối các tín ngưỡng phải từ bỏ tín ngưỡng của họ và chính thức theo tôn giáo của mình trước khi thành hôn. Ngược lại, bên Thiên Chúa giáo lại bắt buộc rửa tội theo tôn giáo của họ trước khi thành hôn. Tất cả những điều độc đoán và ngược ngạo kể trên đều là những cái chiêu kinh tài cực kỳ siêu việt do giáo triều Vatican phát minh ra cả. Trong bài và nhận xét về bài viết của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, tiến sĩ Roland Jacques và Quốc Ngữ, người viết đã nói rất rõ quái chiêu này. Bài viết này có thể đọc trên online sách hiếm. Vấn đề phong thánh. Ngoài những chuyện bóc lột tín đồ và nhân dân dưới quyền bằng nhiều thủ đoạn thần quyền, thần sầu quỷ khóc, giáo hội La Mã còn thu hoạch rất lớn qua việc phong thánh. Giáo hội xúi dục giáo dân vận động phong thánh cho những tên tội đồ đã phạm tội trời không dung đất không tha đối với các dân tộc bản địa của chính quyền của họ không chịu thuần phục giáo hội La Mã. Điều này lại tạo cho tín đồ lòng háo danh, đẩy họ vào vòng mê cuồng để chết vì niềm tin. Điển hình cho hành động bất lương này là sự
kiện giáo triều Vatican đã phong thánh cho 117 tên tội đồ ác ôn đã bị các chính quyền Việt Nam xử tử trong hai thế kỷ 18 và 19 vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Hiện nay giáo dân Việt Nam bị xúi dục vận động phong thánh cho tên tội đồ của dân tộc Việt Nam là tên linh mục Trương Bửu Diệp. Trong tiến trình phong thánh, tín đồ ở một quốc gia nào muốn phong thánh cho một người mà gọi là tử đạo phải mua từ tòa thánh với giá cắt cổ, phải nộp một khoản tiền gọi là lệ phí khoảng 500.000 euro, 550.000 Mỹ Kim, tới 750.000 euro, tức là 822.000 Mỹ Kim. Sự kiện này được sách Machete in the Temple nói rõ như sau. Tuy nhiên, những khoản tiền khổng lồ để cho giáo triều Vatican điều hành đòi hỏi phải có việc kế toán thích đáng. Mở một hồ sơ để phong chân phước tốn phí tới 50.000 tiền euro, cộng thêm 15.000 tiền cho các phí khoản điều hành. Số tiền này chi phí cho các quyền của giáo hoàng và những khoản tiền đền bù sung mãn cho các nhà thần học chuyên nghiệp, y sĩ và các giám mục cứu xét hồ sơ. Sau khi cộng thêm vào những khoản tiền tốn phí cho các nhà biên khảo trong việc soạn thảo lý lịch của người được đề nghị phong chân phước, và cuối cùng là công việc của một người được trao cho đảm trách công việc hoàn thành hồ sơ, số tiền tốn phí này tăng vọt như hỏa tiễn. Trung bình giá cả tốn phí cho một hồ sơ lên đến khoảng 500.000 euro, rồi còn phải tính đến tất cả các tiền phí tổn cho những quà bắt buộc để cảm ơn các vị giáo phẩm, giám mục, tổng giám mục hay hồng y được mời đến tham dự các buổi lễ trong thời gian tiến hành thủ tục, để họ nói vài lời về những việc làm và phép lạ của người được đề nghị phong chân phước. Trong lịch sử, số tiền chi phí cho mỗi hồ sơ như vậy có thể lên tới 750.000 euro, như trong vụ phong chân phước cho Antonio Rodmini năm 2007. Trong thời giáo hoàng John Paul II năm 1978-2005, xưởng sản xuất thánh đã ban phép lành cho 1.338 vị trong 147 lễ phong chân phước và 482 ông bà thánh trong 51 buổi lễ phong thánh. Những con số ngoài sức tưởng tượng này vượt xa mức độ trước đó trong lịch sử giáo hội. Đó là tổng quát những hoạt động và thói quen không chút lương thiện nào nhưng lại ẩn dưới danh nghĩa tôn giáo nói chung. Các thành tích chống lại nhân loại của giáo hội La Mã trong gần 2 năm qua có thể gom lại thành 26 tội danh như sau. Tội danh số 1, Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước sẵn có nhiều chuyện hoang đường. Những chuyện đó viết ra để vừa phỉnh gạt người và vừa lừa bịp người đời, mà đa số là thường yếu lòng, run sợ trước thiên nhiên, nên dễ tin vào những chuyện hiện ra hay phép lạ. Nắm được số đông dân chúng là mục tiêu để giáo hội La Mã khuếch trương thanh thuế. Cũng nên biết, trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, ngoài những chuyện hoang đường ra, còn có những chuyện loạn luân, giám loạn và những chuyện cực kỳ phi lý, như chuyện anh em thằng Cain lấy vợ, chuyện hai cô con gái ông già Lot phục rượu ông ta, say mềm rồi chia nhau làm tình với bố, đến độ cả hai cô cùng mang thai và sinh con, chuyện Giê-xu phán dạy những lời phi luân và đại nghịch bất đạo, Matthew 10:33-37. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày rõ ràng trong chương 3 với nhan đề là một số tín lý và giáo luật của giáo hội La Mã đã có trước ngày 20 tháng 5 năm 235. Tội danh số 2, giáo hội La Mã bịa đặt thêm nhiều chuyện hoang đường khác. Những chuyện bịa thêm: chuyện Chúa Ba Ngôi. Chuyện này được các nhà thần học của giáo hội La Mã giải thích rằng Chúa Thánh Thần cũng là bản thân ông Giê-xu, nhằm lúc đêm khuya vào phòng ngủ của cô Maria mới 16 tuổi đang ngủ say, hãm hiếp rồi rút ngựa truy phong, khiến cho cô nàng mang bầu và đẻ ra Giê-xu ở trên cõi đời này mà lại có chuyện phi lý như vậy. Giê-xu hãm hiếp cô Maria đến mang bầu và đẻ ra Giê-xu. Chuyện này vừa quái đản vừa loạn luân,
Từ ngàn xưa chưa bao giờ có chuyện quái đản như thế. B. Chuyện Giê-xu phục sinh. Giê-xu đã bị xử tử bằng cách cho đóng đinh trên thập giá rồi đem phơi nắng, phơi mưa cùng với hai tên tứ tội khác ở trên sườn núi sọ chờ đến chết. Ấy thế mà giáo hội lại mãi viết kinh tin kính sau khi chết được 3 ngày, Giê-xu sống lại, bay lên trời, ngồi bên hữu Chúa Bố Giê-hô-va. Dĩ nhiên là những người có khả năng sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật hay sự việc không thể nào tin được chuyện quái đản này. C. Chuyện tôn vinh bà già nạ dòng Maria là Đức Mẹ Đồng Trinh. Bất kể là bà này khi mới có 16 tuổi đã bị tên lính Lê Dương trong đội quân La Mã tên là Panthera hãm hiếp đến mang thai sinh ra Giê-xu. Đây là sự thật và được sách sử ghi lại rất rõ ràng như sau. Theo sách Talmud, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái, thì Giê-xu là một đứa con hoang vào năm bà Maria lên 16 tuổi, trong dịp đến nhà ông cậu là ông Gio-kim để săn sóc bà vợ của ông ta là Y-sa-vê. Lúc đó đang mang bầu Gioan Bautista được 6 tháng, thì bà Maria đã bị một người lính La Mã tên là Panthera hiếp dâm. Tên này gốc người Sidon, tức Liban ngày nay, đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và được giữ chức xạ thủ. Y chết tại Đức, lúc đó cũng là thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi và được chôn tại Benguerbuk. Hiện nay người ta đã tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã tên là Panthera. Tấm bia mộ này hiện được lưu trữ tại bảo tàng viện Bacchanal Đức Quốc, trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Hoa Kỳ, hiện dùng các tài liệu này để giảng dạy giáo lý mới về gia phả Giê-xu. Rồi sau đó bà ta thành hôn với ông thợ mộc Joseph ở làng Nazareth và sinh ra cả một đàn con, cả trai và gái. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng như sau. Trích sách: 4 người anh em và nhiều chị em gái của ông Giê-xu đều được nói đến ở trong Kinh Thánh của ông Mắc 6. Không có căn bản nào trong văn bản này nói rằng những người anh chị em này là những người cùng cha khác mẹ hay là anh em con chú con bác đối với ông Giê-xu. Và làm như vậy là phản lại động cơ giáo điều chủ nghĩa. Tất cả các danh tính bà con của ông Giê-xu chứng tỏ rõ ràng cái tính chất thuần túy Do Thái của gia đình ông ta. Tên mẹ của ông Giê-xu là bà Maria, tên bố là ông Joseph và tên các người em của ông ta là James hay là Jacob, Judas và Simon. Tên của những ông già đáng kính trong Cựu Ước. Phần tiếng Anh không đọc. D. Chuyện lò luyện ngục được bị đặt vào năm 600 tại công đồng Lyon thứ 2 vào năm 1247. Giáo hội Công giáo lần đầu tiên xác định giáo huấn của mình về luyện ngục. Giáo hội chính thống Đông Phương đã không áp dụng giáo lý này. Đạo Tin Lành không tin lò luyện ngục. E. Chuyện giáo hoàng không lầm lẫn. Công đồng Vatican năm 1800. Công đồng Vatican I năm 1869 đến năm 1870 được thiết lập trong bối cảnh tranh cãi nêu rõ các điều kiện mà theo đó một giáo hoàng có thể được cho là không sai lầm hoặc từ ngai của ngài với tư cách là giáo sư tối cao. F. Lập ra 7 phép bí tích. Các bí tích là những nghi lễ để củng cố niềm tin hoang đường mà giáo hội đã phỉ ra. 7 phép này liên quan đến nhiều giai đoạn của cuộc đời: lễ rửa tội lúc mới vài ngày tuổi, bí tích thánh thể rước lễ ăn bánh khoảng 7-8 tuổi cho đến già, phép thêm sức khoảng 15-16 tuổi, phép giải tội khi biết xưng tội rước lễ khoảng 7-8 tuổi trở lên cho đến chết, phép dứt sức dầu thánh lúc bệnh liệt giường sắp chết, phép truyền chức thánh cho những tu sinh được ra linh mục, phép hôn phối lúc kết hôn. G. Chuyện Đức Mẹ hiện ra. Mỗi lần một mà chuyện Đức Mẹ hiện ra được bịa đặt ra là một thủ đoạn tuyên truyền của giáo triều Vatican
để thu hút thêm người mê tín, dụ thêm người tín đạo, và hiệu quả tức khắc là giáo hội được dịp móc túi. Hậu quả liên đới theo sau là sẽ có đủ kinh phí và lý do để xây thêm một nhà thờ hay một nơi hành hương, và lợi ích liên hoàn là giáo hội thu thêm tiền. Chuyện này sẽ được nói rõ hơn trong tiểu mục số 19 ở sau. Một số niềm tin mà giáo hội La Mã đã là căn bản nói trên đã được cho vào kinh nguyện gọi là kinh tin kính để con chiên đọc hàng ngày như sau: Tôi tin tín Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dẫn đến trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, diệu nạn đời quan Phong Sio Philanoto, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết vì và tán xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi xin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi xin hằng sống vậy. Amen. Hết trích. Tội danh số 3: khơi động và nuôi dưỡng lòng tham lam ích kỷ háo danh của người đời để câu nhữ hay dụ khị họ lọt vào cái trồng Kitô Catholic Love, làm nô lệ cho giáo hội La Mã và trở thành những con thiêu thân liều chết phục vụ cho việc mở mang Đức Chúa. Đó là trường hợp của người Việt theo đạo lấy gạo mà ăn hay theo đạo để tạo danh đời trong những năm 1862-1945 và những con chiên theo đạo ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Thật ra bất cứ ở đâu và lúc nào giáo hội cũng có nhiều thủ đoạn trong chính sách này. Tội danh số 4: ban hành bản tuyên cáo Dictatus Papal vào năm 1975 với chủ tâm thâu tóm thế giới và nắm tất cả mọi thần quyền và thế quyền vào trong tay. Với bản tuyên cáo này, giáo hội La Mã trở thành một đế quốc thực sự xâm lược, và giáo hoàng thành hoàng đế của các hoàng đế. Cũng nên biết là vào thời điểm này, quyền lực của giáo hội không ra khỏi Âu Châu và các vùng ven biển Địa Trung Hải. Bản tuyên cáo này đã được chúng tôi ghi lại đầy đủ trong chương 13 trong phần 1. Cưỡng bách và vơ vét quyền lực bản tuyên cáo Dictatus Papal là rất hiếm. Tội danh số 5: phát động các chiến tranh tôn giáo khởi đầu vào cuối năm 1095 trong thời giáo hoàng Urban thứ hai năm 1088-1099. Các cuộc chiến bẩn thỉu, phi nhân và cực kỳ dã man này được sách sử gọi là thập tự chiến. Thế nhưng giáo hội La Mã lại gọi các cuộc chiến bất chính bẩn thỉu này là thánh chiến. Đây là cuộc chiến thập tự khởi đầu vào năm 1096, làm nảy sinh ra gần 10 cuộc chiến thập tự khác tiếp theo đó và kéo dài ngót nghét gần 2 thế kỷ, năm 1095-1293, gây ra không biết bao nhiêu chết chóc, đau thương khốn khổ cho một các dân tộc nạn nhân qua những hành động cực kỳ tham tàn và vô cùng dã man cho những người lính thập tự gây ra, và hai nhân dân các quốc gia lâm chiến đứng về phía giáo hội La Mã phải đóng góp nhân sự, tiền của và phải gánh chịu những tổn thất về nhân mạng không kém gì các dân tộc nạn nhân. Bản văn sử dưới đây trích từ sách The Dealing and Fall of the Roman Church cho chúng ta thấy rõ những người lính đạo trong các đoàn thập tự quân của giáo hội La Mã háo sát, khát máu, dã man như thế nào. Một chế độ quân Việt ra đời, các nước có người cầm quyền là tín đồ của giáo hội La Mã phải được bảo vệ bằng những tín đồ của giáo hội La Mã. Quân thập ác phải tiến hành những cuộc thánh chiến và chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh, tàn bạo đối với những kẻ thù của Chúa Giêsu ở trong hay ở ngoài các vùng đất do giáo hội La Mã kiểm soát,
là sự trả thù của Thượng Đế. Vị tướng Chủy Hy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo Albigen tuyên bố, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm họ đều như nhau. Hiệp sĩ ngoan đạo Cato tên là Roland, khi chỉ huy đạo quân tiêu diệt người Mót Hồi giáo, rồi hô lớn khẩu hiệu tà giáo là những người xấu xa, tín đồ Cato là những người công chính ngay thẳng. Khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những quân lính trong cuộc chiến thập ác thứ nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17.000 dân Hồi giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay trước đền thờ Solomon, và tất cả những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống. Để biết rõ nhiều hơn về những khu rừng tội ác mà giáo hội La Mã và bọn con chiên bản địa đã liên tục gây ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam ta, xin quý vị hãy tìm đọc các sách. Một, những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo trong thời kỳ kháng chiến năm 1945 đến năm 1954, Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học năm 1965, của hai tác giả là Quang Toàn và Nguyễn Hoài. 2. 9 năm máu lửa dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Sài Gòn, tái xuất bản năm 1964, của tác giả Nguyệt Đam và Thần Phong. 3. Những bí ẩn lịch sử dưới chế độ Ngô Đình Diệm, San Diego, CA, VN 1989, của tác giả Lê Trọng Văn. 4. Cuốn sách này bằng tiếng Anh, Let Me So Nan gì đó. 5. Giáo sĩ Thừa Sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam năm 1857-1914, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn sách Phương Nam, xuất bản năm 2014, của tiến sĩ Cao Huy Thuần. 6. Thập giá và lưỡi gươm, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ năm 1988, của linh mục Trần Tâm Tĩnh. 7. Việt Nam máu lửa quê hương tôi, Westminster CA, văn nghệ năm 1993, của cựu thiếu tướng Đỗ Mậu. 8. Việt Nam một trời tâm sự, Alamitos CA, Nhà sách Xuân Thu năm 1987, của cựu trung tướng Nguyễn Chánh Thi. 9. Fire in the Luck năm 1962. 10. Việt Nam Dragon Embattle sản xuất năm 1967. Cuốn sách này là của tiếng Anh cho nên là dùng làm tư liệu thì được, đọc cũng được. 11. Sách bằng tiếng Anh The Two Việt Nam năm 1964. 12. Việt Nam History New York The Wiki năm 1983. 13. Bước đầu máu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858-1897, Saint Raphael Pháp năm 1995, của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ. 14. Bước qua ngưỡng cửa hy vọng hay đến bờ ảo vọng, San Diego CA, mẹ Việt Nam năm 1996, nơi các trang 188-192, của tác giả Lê Trọng Văn. 15. Biến cố 11 tập 1 và tập 2, Sài Gòn tác giả, xuất bản năm 1971, của giáo sư Trần Trực Tương. 16. Đảng Cần Lao, San Diego CA, mẹ Việt Nam 1993, của tác giả Chu Bằng Lĩnh. Và 17. Một số vấn đề lịch sử đạo Thiên Chúa trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo năm 1988, do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam biên soạn. 18. Xem DVD Chiến tranh Việt Nam, những điều chưa biết, do Daniel Cotto biên soạn và tường thuật, do Việt Nam Phim phát hành. Số điện thoại 714-555-2515 là chứng nhân trong 30 năm chiến tranh và đã theo đuổi ngành sử học và làm nghề giảng dạy môn lịch sử ở các trường trung học ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1964, 1966, 1970, 1975 và
và ở Hoa Kỳ trong những năm 1975-1998, chúng tôi nhận thấy bọn lính đạo Cato, người Việt chiến đấu trong quân đội liên minh xâm lược Pháp và những toán lính đạo trong các xóm đạo được giặc vũ trang trong thời kỳ hậu bán thế kỷ 19 cũng như trong thời kháng chiến năm 1945 đến năm 1954 và trong thời chiến tranh giải phóng miền Nam năm 1954 đến năm 1975 còn tham tàn, bạo ngược và dã man gấp ngàn lần nếu so với mức độ tham tàn, bạo ngược và dã man của những quân lính đạo người Âu Châu trong các đoàn quân thập tự tiến vào miền Nam nước Pháp, vào Đông Nam Âu Châu và vào vùng Trung Đông hồi các thế kỷ 11, 12 và 13 trong thời Trung Cổ. Đồng thời, độc giả cũng nên tìm đọc các tài liệu do các tác giả người Âu Mỹ biên soạn nói về vụ tàn sát những người thuộc các tôn giáo khác như: 1. Cuộc tàn sát đẫm máu người Tin Lành ở nhà thờ Bartholomew vào ngày 24 tháng 8 năm 1572. 2. Cuộc tàn sát người Tin Lành ở Á Nhĩ Lan và ngày 23 tháng 10 năm 1641. 3. Cuộc tàn sát những người thuộc Do Thái giáo, Hồi giáo và Chính thống giáo ở Croatia trong những năm 1941-1945. 4. Cuộc tàn sát những người Tutsis ở Rwanda trong mấy tháng mùa hè năm 1994. Đọc các sách sử hay tài liệu trên đây, chúng ta sẽ thấy càng về sau, bọn con chiên của giáo hội La Mã càng trở nên lưu manh hơn, xảo trá hơn, quỷ quyệt hơn, hung bạo hơn, háo sát hơn, khát máu hơn, sắc sược hơn, ngược ngạo hơn và dã man hơn. Tội danh số 6, ban hành sắc lệnh Uman Sankam vào năm 1302 để bắt mọi người tuyệt đối trung thành với giáo triều Vatican. Sắc lệnh Uman Sankam tuyên bố như sau: về tính duy nhất và độc nhất này, giáo hội chỉ có một thân thể và một đầu, không có hai đầu như quái quật, là Đức Kitô đại diện, một đại diện của Đức Kitô là Phêrô và các đấng kế vị Phêrô. Truyền rằng trong giáo hội này và trong quyền lực của giáo hội có hai thanh gươm, một cho giáo quyền và một cho thế quyền. Sắc lệnh này cho thấy rằng giáo hội La Mã có chủ trương tạo nên nền tảng hợp lý cho những hành động sử dụng bạo lực của nhà nước đạo Phiệt Cato, đặc biệt là luật phải giữ im lặng. Luật lưu manh này được nhà văn con chiên Nguyễn Ngọc Ngạn diễn tả như sau: phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Qua việc mà ban hành tuyên giáo Dictatus Barber vào năm 1075 và sắc lệnh Unam Sanctam vào năm 1302, giáo triều Vatican đã để lộ cho mọi người thấy rằng họ là một đế quốc thực dân xâm lược siêu phong kiến, cực kỳ phản tiến hóa. Tình trạng này làm cho giáo hội La Mã trở thành một đại thảm họa cho nền văn minh và hòa bình của nhân loại. Lời nhận xét của học giả Kitô Phạm Đình Diệm cho chúng ta thấy rõ vấn đề này như sau: hàng trăm giáo hoàng mặc long bào hoàng đế, đội vương miện ba tầng, cầm gậy vàng, ngồi kiệu 16 người khiêng, lộng hoa tán tía rợp trời, đi giữa rừng gươm giáo sáng ngời, giữa rừng mâu thuẫn lóa mắt, leo lên một đỉnh vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa và thánh giáo hoàng George thứ 7 năm 1073 năm 1085. Ông ban hành tuyên cáo Dictatus Barber gồm 27 điều có hiệu lực như luật như sau: chỉ một mình giáo hoàng được dùng huy hiệu hoàng đế, chỉ một mình giáo hoàng mới được đưa bàn chân cho các vương tử cúi xuống ôm hôn. Chiếu theo luật, chỉ một mình giáo hoàng mới có năng quyền rút ngôi hoàng đế, hiểu là ngôi vua hay các chính quyền không chịu khuất phục Vatican. Chiếu theo luật, chỉ một mình giáo hoàng mới có quyền thuyên kiện các giám mục. Truyền rằng không có một synod hội nghị nào gọi là chung nếu không có giáo hoàng chủ trì. Truyền rằng giáo hoàng
không hề bị xét xử bất cứ ai. Các giáo hoàng đắc cử sau một cuộc bầu cử đúng luật đều là thánh. Giáo hoàng Boniface thứ 8 năm 1294 đến 1303 bày mưu thần kế quỷ để cướp ngôi giáo hoàng Celestine thứ 5 năm 1294, phải từ nhiệm nhường ngôi cho con người đầy tham vọng thế tục này. Boniface thứ 8 năm 1294 đến 1303 là một trong những giáo hoàng cũng có quyền lực tinh thần và thế tục mạnh bạo nhất. Ông ban hành sắc lệnh Unam Sanctam, giáo hội duy nhất thánh thiện, phán rằng về tính chất duy nhất và độc nhất này, giáo hội chỉ có một thân thể và một đầu, không có hai đầu như quái quật. Là Đức Kitô, đại diện của Đức Kitô là Phêrô và các đấng kế vị Phêrô truyền rằng trong giáo hội này và trong quyền lực của giáo hội có hai thanh gươm, một cho giáo quyền và một cho thế quyền. Ông ta mặc áo long bào và phán rằng: ta giống hoàng đế nhiều hơn là giống giáo hoàng. Ná như kinh Xuân Thu của cụ Khổng, na ná như vài đoạn trong Sử Ký của Tư Mã Thiên. Còn về nạn quần hồng má đào thao túng quyền lực giáo hội trong cung điện giáo hoàng vào cuối thế kỷ thứ 9 sang đầu thế kỷ thứ 10 thì giống hệt như chuyện Đông Chu Liệt Quốc. Trong 16 thế kỷ, giáo hội triều đình có tất cả 16 giáo hoàng trên ngai vàng bị giết chết. Không kể Đức Giáo hoàng John Paul I năm 1978, giữa thế kỷ 20 này, trung bình mỗi thế kỷ có một giáo hoàng mất mạng vì quyền lực của ngai vàng. Tội danh số 7, trong thế kỷ 15, giáo triều Vatican ban hành hàng loạt các sắc lệnh có nội dung từ cao từ đại. Một, cho rằng trái đất này là do Chúa Bố Jehovah tạo dựng nên. Hai, tự phong là đại diện duy nhất của các tên ác thần này ở trên địa cầu và có toàn quyền sử dụng tất cả mọi tài nguyên, toàn quyền xử lý loài người cũng như tất cả mọi sinh linh ở trên thế giới. Sự kiện này được thể hiện ra sắc chỉ Romanus Pontificus được ban hành vào ngày 8 tháng Giêng năm 1454 trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447 đến 1455. Đã có nói chương giảng nhập phần 5 đạo Kitô do Thái biến thành giáo hội Kitô La Mã. Tội ác này của giáo hội La Mã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong sách Tâm thư gửi nhà nước Việt Nam, nơi chương 3 chủ trương thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại của nhà thờ Vatican đã đăng trên sách hiếm. Chủ trương và kế hoạch và đánh chiếm Việt Nam của Vatican, sách hiếm đã đăng trên trang sách hiếm. Trong chương sách này, sử gia Lorai Bonner nói rõ tình trạng tâm lý chủ trương thống trị toàn cầu của các nhà lãnh đạo cũng như của giới tu sĩ Gia Tô như sau. Mục tiêu của họ, giới tu sĩ Gia Tô đó, không phải chỉ nhắm vào những đặc quyền đặc lợi để được sống trong huy hoàng và buông thả những thú vui nhục dục. Thực ra trong giới người này cũng có những người sống khắc khổ, nhưng mỗi người trong họ đều mang căn bệnh khát vọng quyền lực và tự cho mình là thành phần trong thế lực thống trị toàn cầu. Và đã mất đi khả năng của tình yêu, họ tìm đến thú vui trong sự sợ hãi của những người đồng đạo, đồng bào. Và người ta càng hèn hạ sợ hãi họ bao nhiêu thì họ càng thích thú say mê bấy nhiêu. Đã có người nào đặt ra vấn đề là phải chăng sự an toàn của giai cấp tu sĩ đòi hỏi phải có một cái hố ngăn cách không thể nào vượt qua được. Đó là sự cách biệt giữa một bên là những giáo dân đứng đắn đàng hoàng, một bên là những người có tâm địa của loài chó sói, những người không có Chúa mà chỉ có lòng tham lam, không có tôn giáo mà chỉ biết đến quyền lực. Tội danh số 8, cấu kết với các cường quyền bản địa để củng cố quyền lực tại các quốc gia địa phương và các đế quốc Âu Mỹ. Dựa vào quyền lực các đế quốc này, giáo hội La Mã mới có thể cưỡng đoạt tài nguyên và cưỡng bách người dân bản địa phải theo đạo Cato La Mã. Một trong những kế này
là kế sách đưa bọn con chiên cuồng, người bán địa lên nắm chính quyền và thiết lập chế độ gia cố, tức là chế độ đạo Việt Cato, tiêu biểu như các chế độ đạo Việt dưới quyền lãnh đạo của 1. Bạo chúa Enter Bavilic ở Croatia trong những năm 1941-1945, bạo chúa Ngô Đình Diệm làm tổng thống ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1955-1963 và giám mục Augustin Misago ở Vranda, Phi Châu trong năm 1994. Cũng nên biết lịch sử cho thấy rằng quyền lực giáo triều Vatican vươn tới đâu thì ở đó sách lược được đằng chân lăn đằng đầu, được tiến hành bằng cách thiết lập chế độ đạo Việt Cato mà sách sử gọi là chế độ giáo hoàng hay chế độ gia cố. Tội ác này và tôi danh số 9 kế tiếp đã được chúng tôi trình bày đầy đủ và rõ ràng trong chương 6 Vatican cấu kết với cường quyền và các đế quốc Âu Mỹ để đánh chiếm đất đai làm thuộc địa. Tội danh số 9 cấu kết với các cường quyền Âu Mỹ để bành trướng thế lực ra ngoài lục địa Âu Châu. Lịch sử cho thấy những đoàn quân viễn chinh thành lập các liên minh đế quốc thực dân xâm lược sau đây: A. Bồ Đào Nha, Vatican. B. Tây Ban Nha, Vatican. C. Pháp, Vatican. D. Bỉ, Vatican. Và E. Mỹ, Vatican. Rồi cũng thi hành các sách lược như đã nói trong tội danh số 8 ở trên. Chính vì thế mà mới có những câu nói như đạo Kitô được mở rộng theo gót giày hay họng súng của các đoàn quân viễn chinh của các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ và đạo Cato mang thực dân Pháp vào chiếm nước Việt Nam. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong chương 6 đã nói trong tiểu mục nói về tội danh số 8 ở trên. Tội danh số 10: chủ tâm đặt ra giáo luật về hôn nhân để cưỡng bách những người thuộc các tôn giáo hay tín ngưỡng khác muốn lập gia đình với người yêu là con chiên của giáo hội thì phải theo học một vài lớp giáo lý Kitô, phải đến nhà thờ chịu phép rửa tội theo đạo Kitô và từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình rồi mới được tiến hành làm lễ thành hôn. Luật hôn nhân này chứng tỏ đạo Kitô có chủ trương kỳ thị, khinh miệt tất cả các tôn giáo khác và không tôn trọng quyền tự do tôn giáo của những người ngoài đạo Kitô. Tội danh số 11: kiểm soát tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội để có thể phóng tay cướp đoạt tài nguyên quốc gia, bóc lột nhân dân bằng trăm phương ngàn kế, vơ vét tài sản và tích lũy của cải cho đầy túi tham. Sách Richard Paul Church nói rõ sự kiện này như sau: ngay từ lúc đầu, người Kitô giáo khăng khăng cho rằng tôn giáo của họ là chân lý, rằng tôn giáo của họ nói về thực tế. Họ đưa ra lập luận rằng tôn giáo của họ là một chân lý toàn cầu, rằng chỉ có Kitô giáo mới là tôn giáo đích thực. Vì thế cho nên mọi hệ thống triết lý khác và mọi hệ thống kiến thức khác, bất kỳ ngành hoạt động nào của con người có liên hệ với chân lý đều phải hài hòa với tôn giáo đích thực là Kitô giáo. Trái lại, đó chỉ là một hệ thống triết lý giả, một kiến thức giả. Tất nhiên là mọi tính cách của đạo đức đều từ Kitô giáo mà ra. Kitô giáo thấm nhập vào tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống thế tục, từ kinh tế, chính trị, tài chính, nghệ thuật, giáo dục cho đến tất cả cơ cấu khác trong xã hội. Tôn giáo và chính trị, tôn giáo và tài sản, tôn giáo và chính quyền, tôn giáo và nghệ thuật, tôn giáo và sự học hỏi. Giữa những liên hệ cơ cấu này không có sự chống đối nào mà không hòa giải được. Những cơ cấu này không thể tách rời được và cũng không thể giữ nó ở trong tình trạng tách rời nhau. Các vấn đề như quân sự, chính trị, tài sản, nghệ thuật và chính quyền, tất cả đều phải bị tôn giáo thống trị tuốt luốt. Vì thế mà ở đâu có quyền lực của Vatican vươn tới thì ở đó giáo hội La Mã trở thành thế lực giàu có nhất. Vấn đề này đã được nói rõ trong phần 1, nguyên nhân và hậu quả của việc cưỡng bách tu sĩ phải sống độc thân. Đó là hết chương 11. Chương 12 tiếp theo, đây cũng là chương 12 nhưng mà tiếp theo chương 11. Một vài tội danh tiêu biểu của giáo hội La Mã. Tội danh số 12: thiết lập các tòa án dị giáo để rên mò
dò xét và tiêu diệt kẻ nào bất phục hay phản kháng. 1. Nạn nhân là những người dưới quyền kiểm soát của giáo triều Vatican, bị tình nghi là không tuyệt đối trung thành với giáo hội La Mã, hoặc thuộc các tôn giáo hay theo một tín ngưỡng khác với đạo Kitô, và những người hành nghề phù thủy và những người bị tình nghi hành cái nghề này. 2. Lời tuyên bố của Giáo hoàng Phaolô thứ tư năm 1555 đến năm 1559, và việc sử dụng những người thân ruột thịt trong gia đình làm mật vụ cho giáo hội để rình mò dò xét lẫn nhau xem có người nào khả nghi không tuyệt đối trung thành với giáo hội hay giáo hoàng thì báo cáo cho nhà thờ biết, là chủ tâm phá vỡ nền tảng gia đình để rồi sẵn sàng hãm hại nhau vì quyền lợi của giáo hội. Cũng vì thế mà vợ và các con của tác giả, cựu thẩm phán Trác Lê Nguyễn, đã lôi ông ra xử lý giống như một tội nhân bị xử lý trước một tòa án dị giáo ở Âu Châu trong thời Trung Cổ. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày tương đối khá đầy đủ trong tiết mục mà sự khác biệt giữa nền đạo lý cổ truyền với nền đạo lý Cato, chương 5, sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã đã đăng trên sách hiếm. Tội danh số 13, hủy diệt các nền văn hóa khác với các đạo Kitô gồm các tín ngưỡng, mọi di sản văn hóa, các công trình kiến trúc của nền văn minh khác, nhất là họ còn tàn sát lương dân bất quốc không chịu theo đạo Cato. Vấn đề này cũng đã được trình bày đầy đủ trong chương 8, hủy diệt nền văn minh nhân loại và những thành tích tàn sát lương dân, đã đăng trên sách hiếm lịch sử hồ sơ và tội ác của giáo hội La Mã. Tội danh số 14, chủ trương ngăn chặn và chống lại đà tiến của văn minh nhân loại. Tất cả những tư tưởng tiến bộ về y khoa, triết học, văn hóa, xã hội chính trị và giáo dục, lý do là giáo triều Vatican luôn luôn sợ rằng bất kỳ tư tưởng tiến bộ hay phát minh khoa học nào cũng sẽ phơi bày tính cách hoang đường vĩnh gạt trong các tín lý Kitô. Cũng vì chủ trương phản tiến hóa mà 1. Các nhà bác học Galileo Galilei năm 1564 đến 1642 bị tòa án dị giáo của giáo triều Vatican kết án tù chung thân và bị giam tại gia cho đến chết. 2. Các nhà trí thức như John Huss năm 1373 đến 1415, Savonarola Giulamo năm 1452 đến 1498, Bruno Giordano năm 1548 đến 1600 và hàng ngàn nhà trí thức khác bị tòa án dị giáo của giáo hội La Mã sát hại chỉ vì họ đã công bố nhiều tác phẩm trong đó có những tư tưởng tiến bộ trái ngược với tín lý Kitô hay chủ trương cấm đoán của giáo triều Vatican. 3. Bà Jamin năm 1412-1431 bị giáo triều Vatican sát hại vào năm 1431 chỉ vì bà đã quyết tâm lấy binh chống lại liên minh xâm lược Anh Vatican để bảo vệ chủ quyền độc lập của nước Pháp. 4. Giáo hội La Mã cấm đoán không cho tín đồ và nhân dân dưới quyền được phép đọc các tác phẩm có nội dung gây bất lợi cho tín lý Kitô hay những việc làm bất chính. Phải tiến hóa sự kiện này, linh mục Trần Tâm Tịnh nói rõ như sau: ngoại trừ các cụm nhà thành thị dân chúng sống lẫn lộn, người Công giáo thường được tập trung tại thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen chúc quanh tháp nhà thờ theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt khỏi liều tre, bị đóng khung và được đoàn ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ. Họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ. Khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ, hệ thống ốc đạo đã tách biệt và cô lập phần lớn là giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước tẩy chay bất cứ điều gì không được giáo hội chính thức phê chuẩn, chẳng hạn sách truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển của Việt Nam, hoặc các tài liệu các cách mạng đều bị cho là ngược với đạo. Các sách của Voltaire đều nói với tới các Marx vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ. Nhưng ngay cuốn sách Thánh đã dịch ra tiếng bản xứ
mà cũng chẳng ai được biết đến. Có một bản sách thánh in bằng hai thứ tiếng Latin và Việt ngữ, khổ lớn, nằm trong thư viện các chủng viện, và một vài cha xứ, còn giáo dân thì không rờ tới. Đó là hết chương 12. Bao nhiêu phút rồi biết? Thôi được rồi, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nên mình sẽ làm cái clip sau đi, là chương 13, 14 ha.